Chào tất cả anh em đồng hành cùng kênh YouTube Máy Thiện Nhật nha. Mình là Nghiêm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em mấy cặp số văn ma nhỏ sau lưng mình nha. Anh em nhớ bấm nhận chung theo dõi kênh máy hàng ngày. Cảm ơn anh em đồng hành cùng kênh rất nhiều nha. Mình là Nghiêm. Cảm ơn anh em nhiều. Đây mình sẽ quay cho anh em những cặp số sau lưng này. Em đoán cặp số gì nha. Đây là sau lưng mình mấy cặp số, đây mình sẽ giới thiệu anh em sau đây nha. Bốn cái cặp số nha. Tất cả là bốn số văn ma cả. Rồi giới thiệu đầu tiên là cái cặp số văn ma nhỏ này đi. Cặp số văn ma nhỏ này là mình cắt trong 3T72 ra. Cắt 3T72 ra nha. Này nó có để là 3.22 nè. 3.22, 3 tua 22 đó. Cặp số kèn đây rất mới nha. Nhẹ nhàng nè. Con lá em này thì con lá này 2 tấc 66 nha. Trọng lượng em này cửa 10 kg thôi, rất nhẹ. Cái đấu với 3T thì hợp lý không? Nhỏ quá. Anh em nào muốn tham khảo gác máy nào thì vui lòng liên hệ mình nha, số điện thoại bên dưới nha, để tìm hiểu rõ hơn. Và đây là một cặp chiếc này là một số X10 nha. X10. Con này thì 3 tua 50, con này 3 tua 13. Đây X10. Hộp số nhôm hết, hai hộp số này thì nhôm X10 hết. Nón lá 3 tấc 6 nha, mâm đo đầy đủ. Đây. Em này thì trọng lượng X10 này trọng lượng cỡ 25 kg nha. 25 kg, 20-25 kg thôi, tôi nghĩ là khoảng 20 kg thôi, chứ không có 25 đấy, 20 kg số nhơ, rất là nhẹ luôn. Đây là 3.13, đây là 3 tua 50, rất gọn nhẹ luôn. Con lá 3 tấc 1, con lá 3 tấc 6 nha nè. Đấu được cho 3T, 4T, 3GH, 4GH, 3LM, 2LM, đó, thông dụng những máy khác nữa, có thể là đấu với 4LM nữa. Thì em bằng 4LM có vẻ nhỏ thôi, 72 ngựa đó lại thôi. Còn đây là số 4LM này, X15 nè. Sắp tới 72 ngựa đó nha, X15. 3.50 nha. Đây. 3.50. 3.53 nha, 3.5 á. Số này trọng lượng này cũng có 25 kg thôi. 20-25 kg thôi. Con lá cũng 3 tấc 6 luôn nha. Mâm coi đi đầy đủ. Rồi, là địa chỉ 688 Sạc 2, đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh nha. Anh em có nhu cầu vui lòng liên hệ mình, số điện thoại bên dưới, hỗ trợ anh em nhiệt tình đấu chế những hộp số nào nhu cầu anh em cần hợp lý hơn. Rồi anh em mình nhớ bấm vào cái chuông đăng ký kênh mình để nhận video tiếp theo mình sẽ ra hàng ngày nha. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Rồi, cảm ơn anh em.